người kế nhiệm huấn luyện viên Park, hồ sơ đẹp, giá phải chăng? Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sẽ đưa ra các tiêu chí khắt khe trong cuộc tuyển chọn người kế nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam. Sau 5 năm gắn bó, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chính thức chia tay bóng đá Việt Nam vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Ngay thời điểm này, việc ai kế nhiệm ông Park nhận sự quan tâm đặc biệt. Tổng thư ký Lê Hoài Anh, người 3 lần trực tiếp ký và gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo, cho biết VFF sẽ tiến hành thận trọng, lấy ý kiến từ các cố vấn chuyên môn trước khi chấm chọn. VFF sẽ có những tiêu chí cao đối với người kế nhiệm ông Park. Chất lượng các ứng viên phải cực tốt, thông qua hồ sơ thành tích có được, từ đó mới chọn lựa người phù hợp nhất, ông Lê Hoài Anh cho hay. Theo tìm hiểu, VFF muốn có huấn luyện viên chuyên trách cho đội tuyển quốc gia lẫn U23 thay vì thuê một huấn luyện viên ngoại kiêm nhiệm như trước. Sau khi thể hiện tốt năng lực trong vai trò huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam tại giải châu Á, huấn luyện viên người Hàn Quốc Gang Okyun được quy hoạch cho chiến lược dài hạn cùng U23 Olympic Việt Nam tại đấu trường SEA Games U23 châu Á, ASEAN vào năm 2023, xa hơn là chiến dịch Olympic Tokyo 2024. Vì thế, ông Gang Okyun nhiều khả năng không thuộc nhóm ứng viên thế chỗ huấn luyện viên Park Hang-seo ở đội tuyển quốc gia. VFF muốn có huấn luyện viên người nước ngoài, có hồ sơ đẹp. Song đáp ứng tiêu chí này thường là các ứng viên đòi hỏi mức lương thưởng rất cao, vượt quá khả năng tài chính của liên đoàn. Quyết định thuê huấn luyện viên Park Hang-seo hồi 2017 cũng ít nhiều vì lý do tài chính. Khi ông Park chỉ đòi hỏi mức lương dưới 50.000 USD, khoảng 1,2 tỷ đồng mỗi tháng và khoản chi này được Bầu Đức tài trợ giai đoạn đầu. Philippe Chaussier, người từng dẫn dắt U19 Việt Nam, hiện là một trong số ứng viên nhờ có hồ sơ đẹp và sự am hiểu, kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam. Thế nhưng, mức lương mà một doanh nghiệp từng trả cho huấn luyện viên Philippe Chaussier gấp 2,5 lần số tiền VFF chi cho huấn luyện viên Park Hang-seo và cũng bởi chi phí quá lớn nên đã không thể giữ chân chiến lược gia người Pháp này. Mức lương 50.000 đô mỗi tháng của huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn được VFF dùng để tham chiếu. Trong đàm phán và tiêu chí tài chính gần như sẽ là điều kiện tiên quyết cho việc đôi bên có ký hợp đồng hay không.